cái ung thư nó mọc ra từ các cái tuyến sữa của phụ nữ. Nam giới cũng có ung thư vú nhưng mà ít gặp, hiếm lắm. Thế và cái tuyến sữa của phụ nữ thì nó liên quan nhiều đến nội tiết. Cho nên đấy cũng là một cái ung thư nó gắn liền với cái nội tiết. Bản thân tôi cũng đã mổ mấy trường hợp các nhà sư hoặc các bà sơ bị ung thư vú. Thì tôi mới nhận ra là cả cuộc đời họ không lấy chồng, không đẻ con, không cho con bú. Thế và họ bị cái u ở vú, rồi cuối cùng là đến khi đến chúng tôi thì có những trường hợp thì còn sớm nhưng mà đa phần là cũng muộn rồi, bởi vì họ cũng cứ mải các cái cuộc sống về tôn giáo. Thì về sau này thì nghiên cứu nó sâu hơn thì chúng tôi thấy rằng là đối với phụ nữ thì nên làm cái chức năng của mình, ví dụ như là làm vợ, làm mẹ, nuôi con bú thì tốt hơn là từ chối cái chức năng đó. Cho nên là tôi nói là dưới tay tôi đấy, đã mổ cho các bà sơ hay là các nhà sư bị ung thư vú mà cũng rất là thương họ, bởi vì họ đã hy sinh như thế rồi nhưng họ vẫn bị ung thư. Dấu hiệu đầu tiên là thấy một cái u ở vú, thường là như thế. Hoặc là tự dưng cứ thấy cái núm vú nó cứ tụt ở bên trong, nó cứ tụt. Thế và nó có những cái mảng dày ra. Thế thì phải đi đến khám luôn. Khám thì rất đơn giản là làm siêu âm hoặc là chụp vú. Thế thì chúng ta sẽ phát hiện được cái u. Và nếu mà u còn nhỏ thì có thể cắt bỏ cái khối u tại chỗ, vẫn giữ nguyên cái hai cái bầu vú, nó cân đối, không phải độn, không phải làm cái gì thêm. Thế còn nếu mà giai đoạn muộn thì bắt buộc phải cắt toàn bộ tuyến vú. Ví dụ như phụ nữ chuẩn bị vào cái thời kỳ rụng trứng thì lúc bây giờ là cái hàm lượng estrogen nó rất là cao, và khi cái estrogen nó cao đó thì nó làm cho ngực nó căng ra và đau, đặc biệt là khi đi lại hoặc chạy thì nó dưới cái trọng lượng rồi cái độ rung như thế nó gây đau. Thế nhưng mà nó đau đều ở hai vú hoặc là đau hẳn một bên. Chứ còn khi mà nó đã bị ung thư thì nó lại chỉ khu trú một cái điểm nào đó thôi. Thế nhưng mà hầu hết là ung thư vú nó cũng không đau. Thế cho nên là phải quan sát xem là có cái gì bất thường không. Ví dụ như là u cục mà hoặc là tự dưng đầu vú không có vấn đề gì cả mà nó lại cứ chảy dịch, chảy máu chẳng hạn, thế thì phải đi khám xét và làm xét nghiệm.